Vô nha. Tao nhìn gái 20 tuổi sao như bà già này. Thôi chia tay. Phận là con gái, tay chai sân chai xạ, bị người yêu bỏ vì tay xấu, nên mình quyết định dùng mặt nạ ủ tay cực hot ở bên Nhật để tút nát lại đôi tay này. Em hand mask này có tác dụng làm mềm mịn và loại bỏ các lớp chai sần ở làn da, giúp cho da tay mềm mịn và trắng trẻo hơn. Mùi thơm khá là dễ chịu. Toàn thành phần thiên nhiên như dầu hạt maca, dầu quả bơ, dầu ô liu, chiết xuất hoa và trái cây, nên không lo bị dị ứng hay mẩn đỏ đâu nhé. Giờ thì đợi 20 phút nữa để cho dưỡng chất thẩm thấu nào. Xong rồi đây. Nhờn nhờn, dính dính, chứng tỏ rất là nhiều các dưỡng chất. Mình dùng thì thấy tay khá là mềm và mượt, không như những cái sản phẩm khác mình dùng thì bị cứng và khó chịu. Theo như hướng dẫn thì không cần rửa lại với nước, đợi vài bao hôm thì da chết sẽ tự bong và kích thích tái tạo da mới. Mình là Hằng Kawaii, cùng Hằng khỏe đẹp như người Nhật, Tanoshimi.